Nhắn tin với cô nào ấy. Trông mặt nguy hiểm thế. Lăn đi. Có một con nhóc đang hỏi chỗ học vẽ ở đâu. Đừng nói là Vân Vân, em vợ em nhé. Kinh nhỉ. Em vợ như đúng rồi, ghê hết cả người. Thế là ba chấm thật à? Con bé nó cũng có năng khiếu mà. Biết đâu, không những là anh em họ, sau lại thành cọc trèo cũng nên. Vớ vẩn, anh không phải là loại người thích rơi vào trẻ con. Thật á? Nhưng mà đến bây giờ, khi anh ấy không còn thiết tha gì đến câu hôn nhân này nữa, chị lại cảm thấy không cam tâm, chị cảm thấy tiếc. Chị tiếc cho những thứ đã đi qua. Chị tiếc cả những lúc nhọc nhằn, vất vả, những hạnh phúc, những đau khổ mà chị đã từng trải qua. Chị tiếc cho xám xô. Chị tiếc cho chị. Giờ như bây giờ mà có một cái máy thời gian, chị quay ngược trở lại, chắc chị cư xử một cách tốt hơn, sẽ khôn khéo hơn, không như thế này nữa. Hóa ra là chị vẫn còn yêu anh ấy.